Cái gì? Tại gì thôi? Chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi vô tội. Ông không thấy tôi lạc hết cả giọng này à? Sao phải xoắn? Sao gì mà không sợ? Tôi quay rồi, tí nữa tôi cắt đi. Sợ đích gì? Được chưa? Đây, cái web login, truyền ra cái view là login. À, châm của chính này. Tưởng hôm qua Trâm đưa chính về xong rồi nay không đi học được. Chết. Ông thì biết cái gì? Xong chưa? Lâu thế. Tôi cứ vào web luôn, tôi hiển thị ra cái form login luôn. Bây giờ rồi, not login, not found. Xong tồn tại nhỉ? Tại sao lại not login, not found nhỉ? À, cái này là nằm trong admin, admin login. Ok, để tạm trong admin cũng được. Còn các bạn đặt như nào tùy các bạn nhé. Không bắt buộc là có phải đặt trong admin đâu. Tùy. Thích đặt đâu cho nó hợp lý thì đặt. Gì mà homepage not defined này đây. À đây. Ở ngoài cái trang admin của tôi ấy. Bây giờ các bạn đặt thêm cho tôi đẩy về cái đặt name cho cái homepage nữa nhá. Name của nó là homepage nữa. Thì các bạn login post. Nhiễu thế nhỉ, sao mình đặt nhiều thứ này. Chờ tôi chút để tôi check cái login chấm post. Này đang có root login post này. Thì tôi cứ để là root login thôi. Đây chúng ta sẽ có cái giao diện như này. Tí tôi sửa lại cái text này thành 1702 là xong. Bột cũng soạn lại thôi mà. Được chưa? Đây là cái giao diện. Chúng ta sẽ không login bằng mạng xã hội. Cho nên tôi dẹp hết mấy cái icon mạng xã hội đi rồi. Được chưa? Xong. Làm ra chưa? Có cần đẩy code lên không? Say coca rồi. Hay là ngồi ngồi cạnh hay ngồi cạnh thằng Lương. Bình thường tôi thấy ông ngồi cạnh con gái ông có thấy bao giờ đâu. Đẩy code lên rồi nha, chúng ta update các file sau. Thứ nhất là thêm cho tôi cái login vào trong phần admin này này. Cái thứ hai là update cho tôi cái file web.php. Có mỗi thế thôi, chưa có gì cả. Để chúng ta ra được cái giao diện login đã. Xong đi.
effect string string là không effect đi. Chạy vào mắt.
Xong chưa? Tiếp tục này. Nào. Rồi tiếp tục nhá. Ồ cái A này, cái title đây cũng phải sửa. Rồi tiếp tục sang phần tiếp theo này. Các bạn mở sách ra. Thì đây là sách còn gì nữa? Sách này trang Authenticate. Đây. Authentication. Đó. Đọc cho tôi cái phần Attempt. Tìm cái chữ Attempt. Đây, đọc cho tôi cái phần này. Manually Authenticating User. Đọc cho tôi. Xem nó có gì hay ở đây. Luôn. Đấy sẽ chính là cái phần login của các bạn. Tôi muốn hướng dẫn chúng ta cái cách tự làm authenticate chứ không phải dùng authenticate của có sẵn, của nó có sẵn. Không chưa? Không chưa? Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng phần Authenticate đấy để làm cho cái trang của mình nó có login. Thì thứ nhất, các bạn sẽ cần phải có một cái thứ gọi là middleware cho tất cả cái phần này. Cho tất cả các phần trang admin như này. Tôi sẽ bỏ tạm cái này đi. Thì tôi sẽ sử dụng cái root group. Tôi sẽ có là root 2.2.group. Group này. Ở trong này có cái array. Array của tôi sẽ có một cái tham số tên là middleware. Middleware trỏ đến auth. Và trong này tôi có cái function. Và bê toàn bộ cái mớ trên vứt lên. Chúng ta còn nhiều cách nha, không chỉ có riêng cách này đâu. Bê hết cái mớ ở dưới vứt lên trên. Và thêm chấm phẩy vào. Cái này tương đương với cái việc là tất cả các cái root nằm trong của cái root group này sẽ được áp dụng cái middleware là auth. Cái middleware auth tức là nó sẽ kiểm tra xem để khi để vào được những cái thằng này thì tài khoản của cái người dùng ấy phải login vào trong, tương đương với hệ thống phải có một cái session. Login vào rồi thì mới có thể là vào truy cập vào được, còn không nó sẽ đẩy ngược về trang login. Được chưa? Rồi xong thì bây giờ các bạn vào thử trang search admin đi, hoặc là search category.
sẽ thấy là không vào được, nó để đẩy bật ra sang login. Thử nha. Tôi vào admin này. Sẽ thấy đẩy bật ra ngoài admin login đúng không? Tôi vào category admin sửa category. Vẫn về đây, tức là chúng ta chưa đăng nhập. Được chưa? Tiếp theo, quay trở về với cái web. Tôi sẽ có thêm một hàm nữa là hàm post login. Post login. Tôi xóa cái name của nó đi, tôi không cần cái name của nó. Thì tôi ở trong này tôi sẽ điều hướng về cái controller, đó là nó có sẵn cho chúng ta một controller, tất nhiên chúng ta vẫn viết code bình thường thôi. Đó là auth sược login controller. Login controller hàm là hàm gì vậy? Hàm này là hàm login. Hàm login, tôi DD1 cũng được. Chúng ta tạo ra một cái public function ở trong là login. Public function login vào trong cái DD ra là số 1. Được chưa? Và tôi sẽ a còng cái hàm login này vào trong đấy. A còng login. Thế là xong, cái login post. Còn tí nữa chúng ta sẽ viết để code để xử lý cho cái việc đăng nhập của hệ thống. Thì bây giờ rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ tiến hành là ở đây viết một cái tên, một cái gì đấy. Password login, nó sẽ ra số 1. Được chưa? Tiếp theo sẽ áp dụng cái phần trong sách giáo khoa nói. Đó là chúng ta đã sử dụng cái phần manually authenticating user. Thì chúng ta có một cái phần, đó là cái sử dụng cái thư viện là Illuminate Support Facet Auth. Và sử dụng cái phần, cái hàm này là hàm static, là hàm UTM. Được chưa? Cái hàm này nó sẽ giúp chúng ta là so sánh cái email hoặc là cái cột nào các bạn nhập vào ấy, với cái password các bạn nhập vào, với cái cột tương ứng ở trong bảng user của chúng ta. Được chưa? Thì ở đây chúng ta, tôi xem lại cái DB của chúng ta xem chúng ta đăng nhập bằng cái gì. Cũng bảng user đúng không? Chúng ta đăng nhập bằng, thích đăng nhập bằng name hay thích đăng nhập bằng email? Email nhá. Email nhá. Rồi ok. Tất nhiên đăng nhập sẽ fail. Thì chúng ta sẽ copy cái này. Paste vào trong ấy. Paste vào trong cái hàm login ấy. Tất nhiên ở đây chúng ta cũng nhận là request. Request biến là RQ đi. Xem trên này có request chưa? Chưa có request. Request là RQ này. Sau đó chúng ta vào trong cái gate controller, copy cái Illuminate HTTP request. À mà không thì tí nữa tạo nguyên một cái đằng nào cũng phải tạo nhỉ. Ok, cứ làm này đi. Để tôi nghĩ chút đã. Đằng nào cũng phải validate cái thông tin người ta đăng nhập. Cho nên là chúng ta cứ paste cái này vào đã nhá. Cứ paste cái này vào đây đã. Sau đó chúng ta sẽ làm tiếp phần sau. Paste được chưa? Paste vào đi, copy paste vào đi. Chúng ta sẽ tạo ra một cái request cho phần login này. Xong chưa? Bây giờ chúng ta mở cái command line lên. PHP artisan make 2 chấm là request, cách là login request. Xong. Chúng ta sẽ tạo ra được cái login request ở đây. Chúng ta sửa cái này thành true. True thì chúng ta có các cái dữ liệu truyền lên address này, login này. Chúng ta mở cái form là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái name. Thì copy cái đây là email rồi. Chúng ta sẽ có cái rule cho thằng email. Nó sẽ nhận là require. Require. Và phần password. Name là password. Cho đến.
là cũng require luôn. Nếu mà thích custom message thì các bạn tự làm nhé. Được chưa? Xong. Sau đó chúng ta copy cái này. Copy cái app HTTP request tương vào trong cái login controller. Use cái HTTP request sược login request và b cái login request này vào trong chỗ này, sửa thành cái này. Thì là chúng ta sẽ có cái authenticate validate cho cái form login kia. Có cần xem lại cái login request không? Có cái gì mà xem? Có mỗi cái email với lại cái password là required rồi mà. Tạo ra cái request, viết code validate, sau đó là sử dụng cái request đấy vào trong cái login controller. Còn nhớ câu lệnh tạo request không? Đây. Chưa lên được rồi. Đến lúc này thì chúng ta sẽ có cái phần login như sau. Không điền cái gì vào thì sẽ lỗi. Email field is required, password field is required. Được chưa? Cái phần hiển thị lỗi tôi đã code sẵn cho chúng ta rồi, cho nên chúng ta không phải làm lại nữa. Tiếp theo xuống cái login controller, chúng ta sẽ có cái auth attempt email trỏ đến cái gì, requi trỏ đến email và password bằng requi trỏ đến password. Sau đó sau khi login thành công, nếu login thành công thì sẽ trả về là admin, sược admin. Đừng có redirect về home nhá. Sược redirect to trở trên thành về là admin. Ở trên intent cũng admin luôn. Admin in dashboard nhỉ. Đây là URL. Ok, đây là URL chứ không phải là RAM. Review đi. Có review à?
email sẽ unique với là đi cái. Thế nào mà không trùng login thì sao lại không trùng? Chưa thêm vào chưa? À, có đâu thái không? Chẳng liên quan. Thế cái sản này chẳng đang có gì? Có bộ chỗ này. Tại sao không làm gì là cái chỗ này có gì này có gì là sẽ bảo là em có sản này chưa gặp cái tình huống bao giờ. Thank you.
đấy. Chưa biết, chưa biết nào. Làm cháu có rồi. Còn ai nữa không? Tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta sẽ có cái, để coi nào. Toàn LV cái gì password mà trong tổng này. Rồi ok, không sao. Chúng ta sẽ có phần attempt như này. Chúng ta sẽ khi mà sau khi login nếu mà thành công á thì chúng ta sẽ đẩy sang trang redirect sang trang là admin. Còn nếu mà không login thành công thì tôi cũng chả biết nó như nào. Chúng ta test cái đã. Ở đây tôi để là thiện.th32a@gmail. Pass là từ 1 đến 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sign. À, cái này auth not found, chúng ta cần phải copy thêm cái đoạn này nữa. Use thêm cái Illuminate support packet auth tương vào trong cái trang ở trong cái login controller của chúng ta. Thêm cái phần này vào nhá. Mở sách ra mà copy. Đi code là đi copy chứ không phải là cái lúc nào cũng ngồi code ra đâu. Được chưa? Refresh lại. Rồi, nếu mà login fail không trả về cái gì đúng không? Login fail bởi vì cái password của chúng ta nó đúng ra nó phải được mã hóa. Nhưng mà ở đây tôi chưa mã hóa cái gì cả. Cho nên nó sẽ bị lỗi. Được chưa? Cho nên là khi mà các bạn login fail thì nó sẽ chẳng trả ra cái gì cả. Nó màn hình trống. Thì chúng ta sẽ có một phần là return có hàm back không nhỉ? Return redirect về root login with là msg nó sẽ bằng là invalid username email hoặc là password. Nếu tôi nhớ không nhầm là như này. Cái MSG ấy, khi mà chúng ta return with như này này, nó sẽ trả cho chúng ta một cái flat session. Thì flat session hôm trước tôi đã nói rồi, là nó sẽ là cái session tồn tại trên một request. Sau một request là nó sẽ tự động nó mất đi. Thì chúng ta sẽ return with cái MSG bằng invalid email. Thì ở trên này tôi đã có một cái hiển thị đây là nếu mà tồn tại cái session là MSG thì chúng ta sẽ là hiển thị một cái span có text danger và có cái text hiển thị là MSG của cái session. Chúng ta sẽ test continue. Được chưa? Invalid email password là password đăng nhập user email và password bị sao? Không đúng. Được chưa nhỉ? Đấy là cái cách chúng ta sẽ trả về một cái message cho một cái giao diện khi mà không mà làm việc trên mà xử lý không thành công. Thì giờ bây giờ tôi sẽ là tạo ra một cái password mới cho cái hệ thống cho cái hệ thống của chúng ta để cho đăng nhập thành công. Có cần xem lại cái màn hình này không? Đẩy lên nhá. Không có cách nào đẩy liên tục nhưng không tôi cũng đẩy liên tục cho chúng ta. Rồi đấy, lên rồi đấy. Xong đi.
Đây, tôi đã đăng nhập thành công. Thì tôi sẽ có một cái hàm, tôi sẽ tạo ra một cái root. Root tên là root get generate password. Có một tham số phía sau là pwd, đúng không? Đây là cái password của chúng ta muốn sinh ra, sẽ được mã hóa password đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái function và return ra cái hàm là hash make, truyền vào cái pwd kia. Thì sau khi chúng ta chạy cái hàm, chạy cái root này thì nó sẽ ra cái như này, trông như này, là generate password 123456. Đây là cái password của chúng ta này, password đúng này. Nó sẽ sinh ra một cái chuỗi mã hóa như này. Chúng ta chỉ việc copy cái này, paste vào trong cơ sở dữ liệu trường password cho bất kỳ user nào là đăng nhập thành công. Được chưa? Đấy, cho nên là cái này sau tí nữa tôi sẽ xóa đi, tôi không dùng nó nữa. Tất nhiên chúng ta khi mà mã hóa, chúng ta cũng nên có thêm một vài cái zone vào trong này nữa, chứ không nên để chỉ hashmake không, như này rất là dở. Thì cái đấy là tí tôi cũng sẽ nói sau. Các bạn làm cho tôi cái này đi và tự sinh ra cho mình một cái password. Cái này thì có 3 dòng thôi, có code đi. Sao? Đâu, rồi gì? Đi view đi. Sau đấy các bạn vào phần login, các bạn gõ lại cái password đấy và cái email của các bạn nhé, trong hệ thống, xem nó có login được vào. Năm chín chín sáu bốn sáu password bạn của chính không bao nhiêu 7439 rồi. Ôi giời ơi, cái tội này là cái tội bài trước không học gì. Đây này, đây là đâu? Đang lỗi ở cái màn hình nào? Thì nó bị lỗi ở màn hình nào? Trâm public login đúng không? Đây là xếp cái login, màn hình login đúng không? Ờ, thế sao? Báo như thế này tức là nó không tìm thấy cái lớp request. Thì đây này, nếu mà các bạn không use nó thì nó không biết cái request ở đâu. Được chưa? Mà mình đang dùng cái request nào? Đâu login request đâu? Chỗ nào? Login controller. Ờ, rồi sao? Yêu đây cơ mà. Đây cơ mà. Copy đi. Rồi, kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới. Trời ơi. Đây, bà dùng cái request nào đây? Cười. Sao? Lại lỗi.
unauthorized. Đấy, Nhàn nó còn biết. Chẳng biết cái gì. Được chưa? Được chưa nhỉ? Còn ai nữa không? Còn gì nữa không nhỉ? Tôi sẽ thêm cái phần đầu tạc. Đây là cái pass cái email nhá, cái input type email này. Tôi thêm vào đây là cái auto complete of vào đây. Để cho nó không nhớ lại những cái text mà chúng ta đã lưu trước đấy, tôi thấy nó rất là khó chịu. Wow, bị lừa này. Sao không thấy gì vậy chứ? Vẫn vậy chưa? Auto complete of rồi mà. Thôi rồi, để tính sau. Login được chưa? Sinh ra password mới. Thay thế vào trong cái password cũ. Ồ, bọn này cứ như người rời nhỉ. Vẫn còn đang say rượu à? Làm cái generate password chưa? Sinh cho tôi generate password bằng admin này. Được chưa? Copy toàn bộ cái mớ này. Paste vào đây. Đây ai? Fill password của tài khoản nào đấy. Paste vào. Paste vào. Xong chưa? Sau đó lại vào login. Vào login. Đăng nhập bằng cái tài khoản kia. Pass là admin đúng không? Đăng nhập vào. Ôi giời ơi, cái gì đây? Sao lại về home? Sao lại về home nhỉ? Để tôi coi được cái. Tại sao lại về home? À, tôi nhớ là tôi có cái fix cái bug này rồi, nhưng mà tôi chả biết, mà tôi không nhớ là tôi fix ở đâu. Chờ tôi một chút nha. Các bạn cứ login và nó ra cái lỗi kia là được. Auth này. Bậy nhỉ. Register controller không phải rồi. Reset password không phải rồi. Meet đồ ở đây rồi. Đây, chúng ta vào đây nhá. Có bạn nào bị về cái server home không? Đã đăng nhập được chưa? Chưa à? Sao hỏi có vấn đề gì không? Không đứa nào thèm trả lời là sao ra? Toàn được chưa? Đọc team view đi. Khổ lắm. Cứ phải tát vào mồm thì mới thưa được. Thế mới hay. Có khi hôm sau phải sắm cái roi. Đứa nào hỏi xong mà không trả lời xong lại gặp lỗi đến tận trong trận. Đọc đi Toàn. 293. Đây rồi, password. Sáu năm một một. Invalid email. Đã viết cái generate kia chưa? Ui ồ. Cái gì đây trời? Ui ồ. Kinh hồn. Chưa viết cái generate à? Đây là generate password này rồi đấy. Sược admin này. Ra cái chuỗi rồi nhá. Copy này. Mở cái navigate lên này. Đây này, thay vào đây này. Về xuống. Lưu lại. Được chưa? Xong bây giờ Trần Toan a@gmail.com này. Vào trang đăng nhập. Sược login này. Đấy, ra cái này đúng không? Pệt xuống đây. Sau lúc này password đổi thành admin đúng không?
admin. Vào chưa? Há hốc mồm thôi, chả biết là có hiểu cái gì không. Được chưa? Bởi vì sao? Các bạn học SQL rồi thì biết. Đó là password, tất cả mọi thứ ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta đều là lộ thiên với cái thằng quản trị hệ thống ấy. Đúng không? Nếu mà các bạn làm công ty, các bạn sẽ biết là có mỗi một hệ thống sẽ thường thường là có một đội để làm quản trị server. Đúng không? Cái bọn quản trị server đấy thì nó có quyền là sử dụng toàn bộ tài nguyên ở trong hệ thống của mình, tài nguyên trên server. Được chưa? Cho nên là nếu mà các bạn không mã hóa cái password này thì các bạn thì cái bọn quản trị server ấy nó thích là nó vào tài khoản của giám đốc, nó chuyển lương các thứ các kiểu luôn. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta cần thường xuyên là phải mã hóa password này, không mã hóa password thì vứt đi nhá. Phải mã hóa cái password này lại để cho những cái thằng mà quản trị server kia nó không đọc được. Được chưa? Nhiều khi, lưu ý này, nhiều khi kể cả cái tên này, địa chỉ này, email này, những cái thông tin gọi là thông tin cá nhân, người ta cũng mã hóa hết. Cho đến khi bao giờ người ta cần lôi ra người ta sử dụng ấy, thì người ta lại phải lôi từ trong cơ sở dữ liệu ra bình thường và tiến hành là mã hóa ngược, giải mã ngược lại để hiển thị thông tin cho người dùng biết. Thấy chưa? Đấy là những cái bảo mật ở trong hệ thống tối thiểu phải biết. Ở đây chúng ta không đến mức đấy thì chúng ta chỉ cần mã hóa mỗi cái password này thôi. Thấy chưa nhỉ? Và khi mà so sánh ấy, khi mà so sánh password chúng ta nhập vào là admin, so sánh với cái chuỗi này này, thì bản thân thằng Laravel hay là PHP cơ bản, TPP thuần ấy, nó cũng có những cái hàm giúp chúng ta mã hóa và so sánh những cái chuỗi bình thường, chuỗi text bình thường của chúng ta với cái password đã mã hóa trong cơ sở dữ liệu để biết là cái chuỗi này nó có trùng nhau hay không. Được chưa? Đấy là xong phần login. Còn bị một cái lỗi nữa, đó là khi các bạn vào sược bình thường như thế này sẽ bị giống tôi. Nếu các bạn đang vào localhost 8000 nhá, xong rồi vào tiếp là sược login. Các bạn đăng nhập vào admin này, nó sẽ ra thẳng trang home đúng không? Có bị thế không? Thì chúng ta cần phải fix cái bug này. Thì đó là chúng ta cần phải mở ra cái redirect if authenticated ở trong này, ở trong phần app HTTP middleware, mở nó ra. Ở trong này nó sẽ redirect về home này. Chúng ta sửa cái đằng này thành cái chỗ nào thì tùy chúng ta. Sau này chúng ta có thể xử lý ở trong này là kiểm tra xem cái role của người dùng đang sử dụng ấy là role gì. Nếu mà role của user thì chúng ta redirect về trang chủ chẳng hạn. Còn nếu là role của admin hay là thành phần quản trị thì chúng ta redirect về trang quản trị hoặc là về trang mà cái người dùng đấy có quyền truy cập vào. Được chưa? Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ redirect tạm thời là về admin. Được chưa nhỉ? Tạm thời về admin thì tôi tiến hành login lại. Bây giờ tôi sẽ về cái đăng nhập lại admin này. Sẽ về admin. Được chưa? Nhớ nha. Nhớ nha, chỗ này nhá. Xong không sau này đi làm login xong rồi toàn về home. Các bạn chửi cho sấp mặt. Một cách nữa để debug vì sao chúng ta lại về home. Đó là các bạn Ctrl Shift F. Làm đi, gõ đi. Ctrl Shift F. F thì nó sẽ ra cái chỗ này, nhìn thấy không? File, nếu mà chúng ta không có where gì cả, nó sẽ tìm trong tất cả các file trong hệ thống xem chỗ nào có chứa cái text ở phía trên thì chúng ta tìm. Ví dụ như ở đây tôi thấy nó redirect về home, tôi đếch biết là nó config ở đâu, tôi sẽ viết thẳng cái chỗ home ở đây và tôi enter, nó ra một rổ, đúng không? Ra rất là nhiều, thì tôi sẽ đọc từng cái một xem là cái nào nó có khả năng rơi vào nhất thì tôi sẽ tiến hành, tôi chạy vào đấy tôi sửa. Ví dụ như vừa rồi tôi tìm ở trong cái phần này nó sẽ ra cái file là ra cái file này, này. Tôi sửa rồi cho nên nó không ra nữa. Chứ như bình thường nó sẽ ra cái file là redirect if authenticated thì nó sẽ ra là cái sửa home, tôi bấm vào đấy. Ví dụ ở đây ra là đây này, nó sẽ ra là register controller và home, tôi bấm vào đây. Nó ra đúng cái chỗ mà nó chỉ sửa home luôn. Được chưa? Giặt cổ quá. Thì chúng ta sẽ vào chỗ đấy chúng ta sửa lại. Nếu mà không đúng thì chúng ta xong ra xong chúng ta ra chúng ta chạy. Nếu không đúng thì chúng ta lại chạy ngược vào chúng ta Ctrl Z lại để trả lại như cũ. Và chúng ta sửa từng thằng một. Đấy là cách ngu si nhất của đất. Nhưng mà cách đấy sẽ đảm bảo được là sửa đúng chỗ. Được chưa? Đi làm là phải có máy.
chứ không phải là cứ hì hục không làm được là bắt đầu đi hỏi đâu. Không phải cái gì người ta cũng trả lời các bạn. Được chưa? Xong. Đấy là xong với login rồi đấy. Bây giờ các bạn có thể là vào bất kỳ trang nào ở phía quản trị thoải mái. Được chưa? Vào bất kỳ trang nào test đi. Xong sau đấy sẽ đến phần tiếp theo là logout. Và return chưa? Có return không? Đọc team view đi. 911 luôn. 707 300. Tắt. E13N thấp. EH13N thấp. 6. Rắt cổ nhỉ. Gì đây? Thưa bà. Bà thiếu cái này. Không thì làm sao mà nó biết được chỗ nào là chỗ phân tách của cái biến. Rồi giờ bà chạy đi. Lại Aladdin vào đấy. Enter xuống. Ra chưa? Rồi chết, bọn này hỏng hết. Còn như thế này chúng ta héo hết đi nhá. Không biết xử lý về cái round là nói thẳng là ăn cứt đấy. Thật luôn đấy. Nói thì hơi bậy bạ nhưng mà không biết xử lý là ăn cứt luôn đấy. Nó này không làm được cái gì đâu. Xong chưa? Lại được thằng này nữa. Ông cũng lỗi như nó đúng không? Còn ai có vấn đề gì nữa nào? Linh. Tú nó không bị mà Linh bị à? Sao? Đọc đi. Thế kệ mày. Method not allow exception là cái này mà không biết. Phải biết hai cái nút get login cho xem. Login nha, có đâu. Có để xử lý cô đâu. Tao vẫn còn sai lần nữa này. Vẫn còn sai lần nữa. Thấy con trỏ đấy. Không nhìn thấy đâu. Nhận tham số là như nào? Có bao giờ biết câu làm trước này không? Vào đi. Xếp xuống. Chạy đi. Không. Cháu cần này. Nó xây hiệu à? Và được hai cái bia. Biết đi. Giờ sao? Biết làm sao được tạo một cái round force điều force login điều hướng nó về cái login control sao phải rốt thế nhở mày xong chưa do ăn lỏng rồi. Thế vì sao? Cô đã login một lần rồi chưa? Ừ. Sao nữa? Đây nhá, login này. Để cái này ra.
đây đâu. Nó không nên chạy vào trong cái hàng này. Ờ, đúng thật. Bị thật. Đúng. Thế dễ thôi. Comment này vào. Đấy, hết luôn. Nó đã login vào rồi cho nên nó được chạy tiếp. Chờ tí nữa tôi lấy cả lock out rồi đã. Phải lock out rồi đã. Chúng ta làm cái lock out tiếp nhá. Làm luôn cái lock out nhá. Cái round này chúng ta comment vào và đừng có bao giờ mở nó ra, mà tốt nhất là chúng ta xóa nó đi. Đừng có bao giờ đưa nó vào trong dự án thật. Đừng có bao giờ đưa cái này vào dự án thật nhá. Chết đấy. Chúng ta sẽ có một hàm lock out nữa. Log out. Thì ở trong này chúng ta sẽ xử lý như sau. Auth hai chấm log out. Log out. Sau khi log out xong chúng ta return redirect về route. Về route là login. Xong. Được chưa? Chúng ta tiến hành log out. Rồi, xong. Bây giờ log in này. Đọc bên nhau. Đây, vẫn về với admin bình thường ấy. Log in tiếp nhá. Đấy, trong DB mình có cái toàn LV Gmail đúng không? Với admin bình thường. Comment cái này vào. Comment cái này vào nhé. Không phải đổi chat thì comment luôn vào. Nghe xong. Comment luôn đúng không? Mình cũng chưa hiểu là vì sao nó lại làm cái này. Để đảm bảo cho những cái người mà đã đăng nhập rồi ấy, thì login lại có login fail nó vẫn cứ nhảy đi được tiếp. Được chưa? Comment này vào là một này. Cái thứ hai là ở web thì chúng ta viết thêm cái route login log out nữa. Là xong. Route log out thì chúng ta có là auth hai chấm log out. Và sau khi log out xong thì redirect về trang login. Được chưa?
Chúng ta còn một phần nữa trong phần authenticate này. Xong chưa? Xem còn ai có vấn đề gì nữa. Vẫn không vào được. Đã pass lại, paste lại cái password chưa? Đâu tìm view đi. Sao này lười cái nhở? Đi sao không có? User password đâu mà không thằng bỏ cái DB ra mà. Đây. Bạn này là cái gì đây? Chạy đi luôn. Cũng báo gì luôn. Ô ngay này. Là ở trong này. Xuống đi. Đóng cái này ra. Chu trước khi bỏ này vấn đề đấy rồi
sự nhân thân để tạo những cái lỗi rất kinh khủng. À, như là hình như là con trước đấy ông bà đã in được chưa? Ký hợp đồng à? Đâu quay nào? Nhanh xem có hợp giống hợp đồng của tôi không? Chưa, đây đây là cái offer letter. Không có thỏa thuận là có luôn lời thì khởi nghiệp là 28 ngày không tính, không có lương OT là bao nhiêu, tăng lên bao nhiêu? OT thì đến đấy hợp đồng contract thì đấy nó đi làm được 280.000 một ngày rồi đấy. Đừng đùa, 280.000 một ngày đấy. Rồi tiếp tục, chúng ta còn phần này nữa. Đây nhá, cái odd lockout nó có sẵn ở trong này rồi nhá. Đây nó sẽ là xóa cái cookie, à xóa cái session của chúng ta đi, được chưa? Tiếp theo, trong trường hợp các bạn có để ý ở trong cái phần login này này, tôi lockout rồi đó nhá. Ở cái login nó có cái này không? Đúng không? Cái này nó là cái gì? Nhớ cái gì? Bị điên à? Ai nhớ mật khẩu bao giờ? Cái này biết ý nghĩa của nó như nào không? Xem ngoài nó đúng không nào? Duy trì cái cuộc họ gì vậy? Ừ thì là nhớ. Nhưng mà nhớ cái gì? Theo cơ chế gì? Không phải tài khoản. Không phải IP. Không phải bị điên à? Xét sự làm sao nhớ được ở đấy? Cookie, nó sẽ tạo ra một cái cookie, trong cái cookie đấy sẽ chứa cái remember token của chúng ta ấy, được chưa? Sau đấy mỗi lần đăng nhập thì nó sẽ có thể là kiểu giúp chúng ta kiểm tra xem cái cookie đấy nó có tồn tại hay không. Nếu mà cái cookie đấy chưa bị expired date thì nó sẽ cho chúng ta đăng nhập vào bằng cái cookie đấy, được chưa? Đấy là lý do vì sao ấy. Ví dụ nha, session thì nó sẽ kết thúc khi mà chúng ta tắt máy, đúng không? Session sẽ kết thúc khi chúng ta tắt máy hoặc là chúng ta xóa hết service ở máy của chúng ta đi khỏi cái trình duyệt đấy, đúng không? Nhưng mà nó sẽ có thêm một cái là đó là ví dụ ngày hôm nay các bạn tắt máy, ngày mai các bạn vào Facebook, các bạn vào thẳng luôn, không cần phải login lại mặc dù không có session, đúng không? Thì đấy nó chính là nó sẽ lưu lại cái cookie của chúng ta ấy, cái cookie khi mà đăng nhập ấy lên trên cái trình duyệt của chúng ta. Tất nhiên là chỉ ở trên cái trình duyệt thôi. Lần sau mà ví dụ bây giờ các bạn vào bằng bây giờ tôi đang vào sử dụng Chrome nhá, tí nữa tôi mở cái Safari ra, tôi vào Facebook, tôi vẫn phải login lại bình thường. Được chưa? Cái đấy là có cái visit link. Không nhớ. Khi mà kiểu là đầu thời gian thì về sau cái link của cái Google nó có thể tự động đổi màu. Cái đấy không phải là của Google, mà cái đấy là của trình duyệt và của HTML nó có sẵn. Đấy là trạng thái của CSS. Linh tinh, hay lại nó liên thuyên rồi. Được chưa? Tiếp theo này, cái remember này này. Remember này chúng ta chỉ có là số 1 hoặc số 0 thôi. Nếu mà chúng ta remember thì chúng ta truyền vào đây số 1. Tức là tương đương với việc là chúng ta check vào đây thì là số 1, đúng không? Thì là nó sẽ lưu lại cho chúng ta. Được chưa nhỉ? Tôi test cái nhá. Sau đó nếu mà chúng ta muốn authenticate bằng cái cookie ấy thì chúng ta có cái hàm là auth2.vrremember. Được chưa? Test cái nhá. Thì ở trong cái giao diện của chúng ta đâu rồi? Ở trong cái giao diện login, con mang login.blade. Đây rồi.
chúng ta có cái phần remember me input time checkbox đúng không? Chúng ta sẽ có cái name của nó bằng remember. Được chưa? Nhớ set cho nó cái value. Value bằng 1. Được chưa? Thì khi mà submit lên thì chúng ta sẽ lấy trên cái này đúng không? Được chưa? Thêm cho tôi cái name và cái value vào. Sau đó chúng ta vào cái login controller. Đâu rồi, cái hàm đây rồi. Login controller này. Chúng ta sau cái hàm của cái email này, sau cái hàm của cái hàm attempt ấy, à sau cái đóng ngoặc này, chúng ta phẩy thêm một cái nữa là $RQ trỏ đến remember. Được chưa? Sau đó chúng ta copy hết cái đoạn attempt này, copy hết cái hàm attempt nhá. À mà không cần. Đây chúng ta có thể là và hoặc. Chúng ta check cái thằng kia trước là odd 2.2. VR remember. Tức là đăng nhập vào bằng một trong hai thằng này. Nó kiểm tra thằng này trước. Nếu mà VR remember rồi thì khỏi check thằng này. Được chưa? À đâu nhỉ? Từ từ đã. Các bạn chờ một chút. Không phải đặt đây đâu nhá. Sorry các bạn. Sorry. Không phải đặt đây đâu. Không phải đặt đây nhá. Chúng ta có thể đặt ở đây này. Ví dụ như tôi đặt ở trong cái hàm login này cũng được. Không, đặt ở login cũng không đúng đâu. Nói thật là đặt ở login không đúng đâu. If thì return redirect về admin. Tôi thử đã. Được chưa? Bây giờ tôi login vào rồi này. Tôi tiến hành login, đã thử xem vào được admin chưa nhá. Chưa vào được đúng không? Tôi sẽ tiến hành login vào remember. Đó là ông này, admin vào này. Tick vào remember này, sign này. Xong. Bây giờ tôi sẽ về trang login. Không được tải. Chứng tỏ thằng VI remember này là fail. DD ra. Fail. Để coi cookie xem có cái gì không. Application này. Cookie này. Không có. Đây remember web đấy, có đấy. Khi mà chúng ta remember vào rồi thì nó sẽ có một cái remember token ở đây. Thấy không? Nó chính là cái ở đoạn ngoài này sau khi đã mã hóa này. Mà sao lại không login được nhỉ? What the hell? Tại sao? Chúng ta đặt vào đây return như này rồi thì không chạy cái này nữa. Return redirect admin. Ờ, 7. 7 quả. Chờ vì tôi login vào lại. À, chết, quên không log out. À, quên không check vào cái kia. Cái này xem cái này nó nằm trong form đã. Tôi chỉ sợ nó không nằm trong form. Đây là cái gì, thẻ input này, đây deep row này, đây input đây đúng không? Input là có nằm trong form nhưng mà trên kia nó nhận cái gì? Ở trên cái đoạn này nó sẽ nhận cái gì? Tôi sẽ đâm cái này ra. Đâm cái remember ra. Xem nó nhận cái gì nhé. 1. Đúng mà. Remember user. Boolean value. Boolean value.
remember. Nếu mà thằng này bằng với 1 thì giá trị của nó sẽ bằng true. Còn nếu mà khác sẽ bằng false. Rồi thử phát nhé. Request. Gì ạ? Reload này. Admin. À đâu, Thiện TH đúng không? Admin. Xong tick remember này. Tôi còn đi đây không? Bằng. Rồi xong. Bây giờ tôi vào tiếp admin. À, vào tiếp login. Không ra. Thế bị kinh. Cái gì? Rồi để tôi về xem lại cái này nhá. Đang không hiểu vì sao nó bị lỗi tí. Ok, chúng ta sang phần tiếp theo. Đây là xong về phần authenticate nhá. Còn vấn đề gì không? Ngoài cái vấn đề remember với lại vấn đề của đồng ra. Đồng hay đại? Ngoài vấn đề của đồng ra, máy thằng này ăn ở kiểu gì ấy? Không xử lý được, chưa gặp cái lỗi bao giờ. Rồi, chúng ta tiếp tục sang phần nữa là phần middleware. Thì middleware nó sẽ rơi vào cái phần tình huống này này. Đó là khi, dễ nhất là như này, là khi trong hệ thống của chúng ta có rất là nhiều chức năng đúng không? Có cực kỳ nhiều chức năng, ví dụ như một trang về thương mại điện tử chẳng hạn, thì sẽ có những cái con người có quyền tối cao có thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng cũng có những cái con người chỉ có thể là up sản phẩm. Có những cái con người vừa có thể up sản phẩm, vừa có thể là quản lý về danh mục, đúng không? Có những người như vậy thì chúng ta phải có một cái cơ chế nào đấy để giúp chúng ta quản lý được những cái quyền hạn của họ chẳng hạn như vậy. Hoặc chúng ta làm một cái web tin tức chẳng hạn. Ví dụ web tin tức như thiên địa.com mà khi mà người dùng đăng ký ghi là năm sinh là 2000, đến giờ chưa được 18 tuổi không cho vào. Đúng nhá? Cực kỳ thiết thực luôn. Đúng không? Thì chúng ta phải có cơ chế check cái đấy trước khi chặn, có cái cơ chế chặn trước khi họ vào được một cái round nào đấy, đúng không? Thì cái đấy nó gọi là cái, hay như ngày xưa bọn tôi học ấy, cái đấy từ hồi Laravel 4 thì phải, hay là những cái framework khác thì người ta gọi đấy là cái filter. Cái filter đó là cái phễu có thể nhận được tất cả các request lên nhưng mà chỉ cho một số lượng thỏa mãn yêu cầu chạy vào trong thôi, đúng không? Thì cái đấy gọi là cái filter. Còn ở Laravel thì nó đặt là middleware. Thì chúng ta sẽ có xử lý như sau. Đầu tiên là xem cái DB đó. Hôm trước tôi có bảng user role nick rep đấy, đúng rồi, đúng không? User 1 thì có quyền là 900 và 1 900 này, 100 này đúng không? User 2 ông Toàn tôi chỉ cho ông cái quyền 100 thôi. Ông này làm ăn càng ngày càng chán cho nên tôi đuổi ông khỏi mod. Xóa đi. Đấy, được chưa? Bây giờ tôi sẽ chỉ cho những cái ông nào có quyền lớn hơn 100 vào trong cái phần quản trị category. Được chưa? Thì tôi làm nào? Đầu tiên chúng ta sẽ phải tạo ra một cái thứ gọi là cái middleware đã. Thì lại dở sách ra, ta có middleware. À chưa up code thì up nhé. Đây, tạo ra middleware chúng ta sẽ có là PHP artisan make middleware check một cái gì đấy. Cái này là tên chúng ta tự đặt ra thôi. Nhớ tránh xa cái lỗi giống như châm ra. Bà viết login request viết như này. Login request. Tôi mà để tôi mà nhìn thấy lần thứ hai tôi tát cho vỡ mặt nhá. Tôi không tát được, tôi nhờ anh Chính. Được. Bảo thuận nhá. Rồi. Thấy chưa? Tên các class tôi đã bảo các bạn cực kỳ nhiều lần rồi, tên class phải viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên. Được chưa? Tên hàm, tên biến thì các bạn thích đặt kiểu gì thì đặt, tôi không quan tâm. Nhưng mà tên class bắt buộc phải đặt như vậy rồi. Được chưa? Tạo ra PHP artisan make middleware là check role.
À nhầm. Nhầm, xin lỗi. À, cái gì nhỉ? Check mod role. Như này phải đúng. Check mod role. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có một cái phần middleware ở nằm ở trong HTTP ấy. HTTP có phần middleware này mở ra. Xóa cái check role của tôi đi nhá. Delete, rồi. Xóa đi. Chúng ta có check mod role đúng không? Trong này nó có sẵn cho chúng ta là public function handler. Ở trong này là next này, nếu mà xử lý xong thì là return về request. Được chưa? Mở sách ra đọc tiếp. Đây. Nếu, lưu ý, nếu không thỏa mãn một cái điều, hay là thỏa mãn hay không thỏa mãn một cái điều kiện nào đấy, ở tại cái middleware chúng ta hoàn toàn có thể redirect người ta về một cái trang nào đấy. Mà thường thường cái trang mà liên quan đến cái thứ mà không có quyền ấy thì sẽ là trang 403. Được chưa? Trang forbidden. Thì chúng ta sẽ có như sau. If auth ... user. Đây là lấy ra thông tin người dùng này. Được chưa? Trỏ đến. Cái này nó trả chúng ta một cái object, là object của user, cho nên chúng ta có thể trỏ đến check get role. Get. Thôi tôi biết là check mod đi. Check mod. Cái này trả về phones thì return redirect về thì return một cái tag nhá. Tí chúng ta làm cái trang cái sau. Return một cái tag là 403 forbidden. Như thế này. Tí nó sẽ biết là bạn không có quyền truy cập vào đây. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái check mod này, viết cái hàm check mod này thì vào trong cái user model user.php. Trong này chúng ta sẽ có cái check mod public function check mod. Chúng ta sẽ có cái list role. Nó sẽ bằng là role. Từ tôi use thêm cái thằng role ở trên này, use model app model role user role. Có không nhỉ? Có cái này không? Đây có cái user role này rồi. User role mình biết chuẩn phết. Trong này list role sẽ bằng user role 2.2. File 2.2.where user gạch dưới ID bằng giá trị của cái $this trỏ đến ID và trỏ đến get, lấy hết ra. Lấy hết ra. Dạ. Sau đó thực hiện một vòng for thường nhá. For thường thôi. For y bằng 0, y nhỏ hơn cao. Y nhỏ hơn cao của list role. List role này. Chúng ta sẽ có if list role ở vị trí thứ y trỏ đến role id bằng với một cái gì đấy đúng không? Thì bây giờ bằng cái gì thì chúng ta phải tạo ra các cái constant. Thì chúng ta lại dở cái helper ra. Helper tôi có một cái phần là phần của trong này chưa có constant à? Thôi constant tính sau. Chúng ta sẽ viết vào đây là define. Đây là mod role trước. Role mod
moderator là bằng giá trị là 500. Tiếp theo là role admin thì sẽ ra bằng 900. Role member hay là role author chẳng hạn, hoặc là uploader thì sẽ là có role là 100. Được chưa? Sau đó tôi sẽ có cái role, copy cái role moderator này, paste vào trong này. Nó sẽ là lớn hơn hoặc bằng role moderator. Thì chúng ta sẽ có một cái biến là flag bằng false. Nếu mà bằng lớn hơn hoặc bằng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là flag bằng true và tiến hành break luôn khỏi vòng lặp. Sau đó kết thúc vòng lặp thì chúng ta sẽ tiến hành là return the flag kia. Để tôi viết là hàm check current user as moderator role return là true boolean. Còn nếu mà comment thêm thì ngày tháng tác giả là ai thì cũng nên viết vào. Được chưa? Xong. Nếu mà có role lớn hơn hoặc bằng 500 thì ông đấy được vào cái category. Còn nếu mà ông không, role của ông không có 500 thì ông không được vào. Vậy thôi. Được chưa? Tiếp theo tôi sẽ vứt vào đây return cái này, còn nếu không thì là next. Thì tôi sẽ áp dụng cái check role check à, cái này còn thiếu, còn config một phần nữa. Đâu nhỉ? Đoạn config đâu nhỉ? Round middleware. Chờ tôi chút nha, để tôi xem cái nào. Quyết định ở đây thì assigning middleware to round. Đây rồi. Chúng ta sẽ có thêm cái config thêm cái phần để sử dụng được cái thằng này này. Chúng ta phải config thêm ở trong phần kernel của HTTP. Đây. Nó có phần round middleware này. Thì tôi sẽ duplicate một thằng lên. Tôi sẽ check là đây là check mod này. Check cái ngang mod cũng được. Thì chúng ta sẽ có cái, chúng ta sẽ có cái đường dẫn từ cái middleware này ra. App HTTP middleware. App HTTP middleware sửa check mod role 2.2 class. Nhớ là sửa ở đây, chả biết là có phải sửa không. Rồi xong, và bây giờ tôi có quyền là sử dụng cái này. Tí nữa tôi sẽ tua lại một lần nữa cho các bạn ngó qua. Thì ở đây chúng tôi sẽ có cái admin đúng không? Admin là phần config root của controller đúng không? Root thì chúng ta sẽ có admin.php này. Mở cái phần này ra. Tôi sẽ có một cái root 2.group. Trong này tôi lại có một thêm một cái middleware nữa. Trỏ đến cái check mod này. Ở trong này tôi có một cái function b toàn bộ con mới này vứt lên. Đó. Chấm phẩy. Bây giờ các bạn ngó thử coi đã nhá. Sau đó tôi sẽ giảng lại một lần. Ông này login này, tôi login vào tài khoản của anh Toàn nhá. Toàn lv a còng gmail.com bạn là admin. Xong, bây giờ là có ông Toàn này này. Ông vào phần danh mục. Cái gì đây? App HTTP middleware auth not found. Ở đâu nhỉ? Ở đây, đây. Không sượt được đâu. Cái này không dùng sượt được. Tôi xem lại cái auth này đâu. Đây. Use cái này. Cái gì đây? À gì mà verify CSRF token chẳng liên quan.
danh mục ô. À, có CSRF token. Điên à. Check mark này. Can guess CSRF làm gì có gì ở đây nhỉ? Check mod app http middleware check mod role class. Đây ở đây rồi. Check mod role. If user này. Check mod này. Nếu thằng này trả về phone, tôi đề thử này nhé. Thế nó trả về cái gì? Phone này. Nếu mà phone thì return ra 403 là đúng rồi chứ. Khác đấy. Nó trả về phone này. Thì tôi sẽ thử echo ra như này. Và tôi dial nó thử xem có chạy được không. Đây, 403 forbidden. Cái return kia hình như không ở đây không return ra được cái view mà chỉ return redirect thôi. Rồi ok, cái này thì chúng ta xử. Được chưa? Đây là không vào được trang admin category đúng không? Bây giờ tôi sẽ tiến hành log out ra và tôi log in vào bằng tài khoản admin. Log out này. Đưa vào tài khoản admin nhá. Admin xong này. Vào danh mục này. Vào bình thường. Được chưa? Đấy là tác dụng của middleware và cách chúng ta tạo ra một cái middleware của riêng mình, xử lý nó như thế nào. Bây giờ tôi tua lại một đoạn này. Chúng ta phải xử lý những cái phần như nào? Thì đầu tiên chúng ta phải tạo ra cái middleware đã, đúng không? Thì câu lệnh để tạo middleware nó là php artisan make 2.middleware, tên của cái middleware đó. Xong chưa? Đấy, tên của middleware này. Sau khi các bạn tạo ra, nó sẽ tạo ra một cái file middleware nằm ở trong phần HTTP, nằm trong phần app HTTP. Đây, HTTP, middleware là check mod role này, được chưa? Trong này thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái class nào trong hệ thống, bởi vì chúng ta có nó hoạt động theo kiểu namespace rồi mà, dùng cái gì thì dùng thôi. Ở đây tôi cần động đến cái thằng auth để lấy ra cái role của người dùng đúng không? Thì tôi sẽ là auth 2.2.user, cái này các bạn đọc thêm một phần authenticate để lấy ra. Ngoài cái hàm user này, chúng ta có thể lấy ra được ID của user hoặc là username của user thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Được chưa? Sau đó đây là cái hàm auth trỏ đến user này, nó trả cho chúng ta một cái đối tượng là user. Đối tượng user nó nằm trong nằm trong cái app user này, được chưa? Và trong cái đối tượng này thì chúng ta sử dụng cái thuộc tính của đối tượng thôi, đó là chúng ta gọi một cái hành động nằm trong cái đối tượng này tương đương với một cái hàm, thì chúng ta gọi đến cái hàm check mod. Hàm check mod này thì chúng ta sẽ tiến hành là tìm ở trong cái bảng user role thì phải, user role address thì phải, tìm xem cái thằng user đã, user với ID đang đăng nhập ấy nó có những cái quyền gì, lấy hết ra. Sau đó sử dụng một vòng for để kiểm tra xem cái thằng của nó đang đăng nhập vào ấy nó có quyền được phép vào trong cái chức năng của chúng ta hay không. Nếu không có thì return false, nếu có thì return true. Thế là xong, được chưa? Thì ở đây là nếu mà cái này return false thì chúng ta sẽ echo ra một cái đoạn là 403 forbidden và die ở đây cho chương trình nó dừng lại, nó không chạy nữa, được chưa nhỉ? Còn nếu mà cái auth user trỏ check mod này trả về true thì sẽ thực hiện cái hàm là return next request, tức là cho nó tiếp tục vào trong cái URL của chúng ta để lấy dữ liệu, được chưa? Đấy là về cái check, đấy là xử lý code. Nhưng mà phải để mà cái root, cái middleware của chúng ta được áp dụng ấy thì chúng ta phải đăng ký, lấy nhau thì phải đăng ký đúng không? Thì là phải vào kernel này, chúng ta có một cái phần là root middleware, chúng ta đăng ký thêm một cái dạng là key value nữa. Đây nó làm cái array mà, chúng ta đăng ký thêm một element nữa. Đó, chúng ta thích đặt tên là cái gì đặt, ví dụ như anmod chẳng hạn, thích thì đặt vào đây. Sau đó chúng ta trỏ đến cái lớp, trỏ đến cái lớp nhá, cái lớp middleware của chúng ta ấy, và 2.2.class. Cái này thực ra nó cũng chẳng có cái gì cả, nó trả đến, nó chỉ là đơn giản trỏ đến cái lớp đấy để mà check thôi. Xong, sau đó là chúng ta đăng ký cho tất cả những cái route của chúng ta, đăng ký cho những cái route nào ảnh hưởng, chịu cái sự
chi phối của cái middleware kia. Thì chúng ta đăng ký vào đây là middleware trỏ đến checkmod, là trước khi vào những cái tất cả những cái thằng này thì ông phải có quyền mới vào được, còn không có quyền ông dẹp đi. Được chưa? Đấy là cái middleware. Cái thằng này nó thì nó sẽ liên quan đến, một là câu lệnh artisan, hai là cái code logic của chúng ta xử lý cho cái middleware, ba là đăng ký và bốn là áp dụng. Đấy là bốn bước. Được chưa? Tôi chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng thôi, còn các bạn dùng giỏi hay không giỏi sau này sẽ phụ thuộc vào cái khả năng của các bạn và cái yêu cầu của công việc thôi. Được chưa? Có những người cả đời học xong không bao giờ dùng đến cái middleware. Đấy là chuyện bình thường. Được chưa nhỉ? Đẩy code lên nhá. Ui, code nhiều nhỉ. Update middleware. Rồi các bạn tạo tạo middleware đi, xong rồi đấy. Đẩy lên đấy. Tôi sẽ ngồi tôi copy paste ra cái màn hình Forbidden. Cái gì đấy? Không biết, tôi giấu lắm, tôi không động vào cái đấy đâu. Tôi sẽ đi tôi copy cái màn hình Forbidden về. Ở đây có đấy. Đấy, Forbidden Blade này. Có sẵn rồi chứ. Tôi làm nhé. Các bạn cứ làm đi nhá. Tí tôi đẩy code lên thì chúng ta sẽ có cái màn hình Forbidden. Cứ làm đi, không hiểu thì hỏi. Ờ, hình như chính chưa chúc mừng sinh nhật Giang hay sao nhỉ? Vô tâm. Sao, copy được. Tôi chỉ cắm điện thôi mà. Yeah.
chia dòng của nó khác, có cái này thì nó chung hơn. Tất nhiên là sẽ có next page mới. Thì ông biết thường thì là nên xoay xem có chuyên môn chưa rồi. Rao vẫn cứ trỏ về bình thường. Ra khi mà mình chia bộ là tự nhiên đây là kỳ nha, đây là bộ hàng ngang và có lẽ là bộ hàng dòng. Tôi không phải tạo ra cái bộ hàng liên gì ở đây cả, tôi chỉ đơn giản là sẽ tiến hành là nguyên nhân đây cho ATP đúng không, có controller hay controller cho cô là trong candidate không candidate chẳng hạn, tôi làm như thế này, cái bộ này là bộ hàng view được tạo ra một candidate đấy có thế không. Chứ không phải tạo ra cái kia làm gì. Cái đấy thì tùy theo góc nhìn của ít nào. Không nhất thiết là phải có thể tạo ra tác hẳn một cái nguồn cổ ra như thế gì. Thứ hai bắt đầu đi làm à? Gơ mấy? Dạ. Thực tập ở gơ mấy? Em tên nó gửi cho nó gửi cho em một cái detail nhưng mà em chưa đọc rồi. Tức là chưa biết nó sẽ làm ở đâu? Chưa biết là làm ở đây hay làm ngoài làng? Không, làm ở đây. Yeah. Ngon. Em còn đợi ở Duy Tân. Là em bên tay Cầu Giấy. Chứ còn làm Hòa Lạc thì há mồm phết. Nhưng mà được cái lên đấy view đẹp. Em biết trước cái ngày hội của em kia là... Ông nhập. Buổi sáng lên đấy thì ô tô đón sớm 7 giờ. Nắng không đến đầu. Đến chiều về thì may ra nóng tí. Nhưng mà ngồi ô tô mát lạnh mà sợ gì. Nó toàn ô tô 40-50 chỗ. Thì tất nhiên là ông vẫn phải đi xe đạp từ FPT Cầu Giấy về nhà rồi. Máy. Nào. Cái bảng này không tồn tại. Cô đã có bảng gì chưa? Bảng UTV có chưa?
check này hả?
Chờ. Tiếp tục nha. Chúng ta có module nữa là về cái bảng gì nhỉ? Bảng post. Còn bảng post nữa. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành như sau. Nào, tập trung cho tôi. Làm cái bảng post như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ có một cái tạo ra một cái URL là search admin này, search post, thì nó sẽ ra toàn bộ danh sách bài viết vào đây. Được chưa? Xong rồi là edit, delete, insert, post. Và chỉ có những cái người mà có level lớn hơn 300 thì mới vào được cái phần này. Được chưa? Luôn. Làm đi. Còn chờ đợi cái gì nữa, bây giờ là tầm này là phải ngồi vào mần mà làm được rồi. Cái gì? Ờ, đúng không? Quên. Làm đi. Ai có vấn đề gì ngoài?
Thank you.
Đoạn nào đấy? Thank you.